Bộ bàn ghế cà phê mã BGD01BDVANG với thiết kế kiểu dáng tay cao mang lại sự thoải mái và sang trọng cho không gian ngoài trời của bạn. Bộ sản phẩm bao gồm bàn ghế băng dài có kích thước mê ngồi cao 440mm và rộng 1240mm, hai ghế đơn có mê ngồi 440mm và rộng 600mm, một bàn kính trong suốt cao 550mm và rộng 1100mm. Hiện tại bên cửa hàng nội thất Đức Thông đang có sẵn hai màu vàng và đen. Với ưu điểm của bộ bàn ghế cà phê mã BGD01BFVANG, thiết kế tay ghế cao giúp người ngồi có tư thế thoải mái, hỗ trợ lưng tốt hơn. Chất liệu bền bỉ, khung sắt sơn tĩnh điện kết hợp với sợi nhựa giả mây tạo nên sản phẩm có độ bền cao, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nệm ngồi simili cao cấp tạo cảm giác êm ái khi sử dụng, dễ dàng vệ sinh và bảo quản. Phong cách sang trọng, màu sắc đen và vàng kết hợp hài hòa tạo nên không gian ngoài trời tinh tế và hiện đại. Bộ bàn ghế này là lựa chọn lý tưởng cho các quán cà phê sân vườn hoặc khu vực ngoài trời tại gia đình, mang lại không gian thư giãn thoải mái và phong cách. Hãy liên hệ ngay cho nội thất Đức Thông Dĩ An để được nhận ưu đãi hấp dẫn và sở hữu ngay bộ bàn ghế cà phê này nhé.